Chị dạy tận tình, từng ly từng tí. Không phải dạy mỗi rèm mà chị còn dạy nhiều thứ trong cuộc sống nữa. Chị chia sẻ những gì tốt cho nhau, chị vui vẻ, hòa đồng, dạy người khác cách sống tích cực không phải tiêu cực. Những lời em nói là sự thật. Ban đầu bạn ấy cũng tham khảo nhiều chỗ trung tâm học khác, nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn chọn dừng chân tại dạy rèm Thiều Hường. Xuất phát từ hiện trạng là bạn ấy vừa mới xây nhà xong và rất cần một bộ rèm mới cho căn nhà. Cộng vào đó là công việc của bạn ấy là làm công nhân và làm đủ thứ. Bạn ấy muốn dừng chân ở một công việc cố định, không còn muốn đi làm đêm hôm hay là con ốm cũng không được nghỉ nữa. Sau nửa năm học nghề rèm, giờ Facebook, Zalo của bạn ấy ngập tràn những hình ảnh về rèm. Giờ rèm cửa là công việc chính và cũng là công việc yêu thích của bạn ấy. Bạn ấy kết luận với mình: biết thế em bỏ công nhân lâu rồi chị ạ. Nếu như các bạn cũng băn khoăn về thu nhập của nghề rèm cửa, không biết học ở đâu, uy tín, chất lượng, cô giáo tận tâm, thì hãy liên hệ với mình sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề đó. Mình là dạy rèm Thiều Hường, dạy học bằng cả trái tim, tận tâm và tận tình. Nếu như học trực tiếp, các bạn sẽ được học qua giáo trình do chính tay mình biên soạn, cầm tay chỉ việc 24/24, máy móc trang thiết bị rất là mới và xịn sò. Hoặc là các bạn có thể học online qua giáo trình và các video hướng dẫn. Mình cam kết là sẽ thành nghề và mình sẽ đồng hành với các bạn trọn đời với nghề. Tâm nguyện của mình là chỉ mong các bạn thật là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.